Mình vừa đi mua được một số, không biết hai cái máy đó là hai máy gì, thì mình dò thì nó là cái máy dò điện, dò gỗ kim loại vậy ha. Có một cái con mà lớp pylon sắp return bằng đồng thau, rất đẹp. Con này 4 in pylon bilon bilon rất đẹp nha, đồng thau siêu cu tay đó, 150. Cái thứ hai là cái máy dò gì em cũng chả biết nữa, hình như dò điện hay là dò điện gì đó. Cái xài pin 9V thì đây là cái nguồn điện có này, nó báo ngay chỗ cái cọng dây này ha. Khi mà anh em đi qua bên đi này thì nó sẽ không thấy này, đó là do được cái cọng dây này, cọng dây điện. Thì em thử nè, thử vô cái cọng này dùng không biết xài sao luôn. Đưa vô điện thì nó báo này, đưa vô điện thì nó báo có điện này. Ô, quên đó. Nó có cái volume chỉnh gì đó ha, bên trái bên phải gì đó ha đó. Còn hoạt động bình thường, cái này phải nghiên cứu thêm. Nhất cái thứ hai nữa là bây giờ thì mình dịch ra thì nó để là cái máy dò điện anh em, tắt đi. Bây giờ mình lấy cái pin qua rồi mình bỏ vô cái máy này mình dò thì nó báo y như mấy kia, cái hai pin 9V nha, 9V của Nhật này. Con này Z380 là chim nan. Đây là nút dò này, ở bên này thì nó có để là chữ dò gỗ, dò kim loại bên trái bên phải gì đó đây ha. Mình cũng dò y hệt cái kia, ở chỗ nào nó có điện thì nó báo này, nó báo cái chữ đó, nó đang tìm á, đang tìm cái trung tâm của cái cọng dây hay gì đó, đó là đây. Cho nó đi ở đây thì mình nghĩ là vậy. Còn cái chức năng chính của nó là gì, bên đây cũng vậy nè, mình tìm nè. Đây ha, đây nè, nó để là gỗ, nó để là thiết bị dò xuyên tường. Mình nói dò gì thì em không biết. Chỗ khu vực này có điện nè, cái này có điện nè, kim loại nè, dạ ha. Ở dưới là gỗ, ở trên là kim loại. Những cái máy đó như vậy, không biết thì vô chơi vui thôi, vô chơi vui thôi. Còn chức năng của nó gì để nghiên cứu thêm, mới gì đem về anh em nào biết sử dụng không.